Hello anh em. Hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2021, bên dùng cua cặp tay tiếp tục lên những cái dòng. Bữa nay mình có một cái cuộn dây nè, nguyên cái lưu dây luôn ha, với lại mấy cái sân bơm của cứu hỏa, với lại hai con máy dầu ha, con một con nén khí với là một con phát điện đó. Thì với anh em cứ theo dõi cái video clip mình thì cũng như anh em mà có phù hợp món hàng nào thì xin anh ấy. Xin anh em liên hệ số 0914 711 438 nha. Mình là tên Tình. Rồi bây giờ đầu tiên là bây giờ mình sẽ vô một chi tiết một cái cuộn dây. Đó, nó luôn cái lưu cuốn luôn. Cuộn dây số 1 anh em. Luôn cái lưu cuốn luôn nha. Đó, cái đường dây này theo mình nghĩ là dài chắc tầm khoảng dao động là từ 80 m nha anh em. Đó, dài khoảng 80 m ha. Đó, lưu cuốn rất là đẹp nha. Thì đối lại cái cuộn dây lưu cuốn này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu nha. Dây nó còn rất là đẹp. Đây. Đó. Ha. Đó, nó còn cái cộng dây chuyền về đầu áp luôn nè. Đó, nó còn một cái dòng xây của dòng xây 360 độ luôn. Đó ha. Cũng như là anh em mà mua cái bộ này về là anh em để lên cái bộ phun thuốc rất là phù hợp nha. Đó, thì cộng dây này theo mình nghĩ là nó dài tầm khoảng từ 80 m nha anh em. Đó, 80 m. Đó, anh em nhìn dây bên trong nè, nó còn mới tinh luôn á. Ha. Nó chỉ cái lớp ngoài thôi nhưng mà lớp trong nó còn rất là mới luôn nè. Đó, rất là mới nha. Ừ. Rồi thì đối lại cuộn dây số 1 này mình có giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu nha. Đó. Dây khá là đẹp luôn. Đó. Dây này mình đã test qua rồi thì cũng như dây là cũng như còn nguyên từ trong ra ngoài luôn nha. Từ trong ra ngoài luôn. Dây cũng như cái cọng dây này rất là đẹp. Đó, nó chỉ mà có một cái lớp cỡ chừng một đoạn cỡ chừng 10-10 mấy mét ở ngoài là cũng như là nó hơi cũ thôi, chứ còn bên trong nó là nó còn mới tinh luôn. Đó, anh em thấy ha. Đó, bên trong nó còn rất là mới luôn nè. Ừ. Rồi bây giờ mình bỏ giá lại nha. Cuộn dây số 1 giá là 2,5 triệu nha anh em. Rồi tiếp tục qua sinh bơm số 2. Đó, sinh bơm số 2 này đó là sinh bơm của máy cứu hỏa Tohatsu V15. Ê, sorry anh em, Shibora TF15 nha. Thì đối lại cái sinh bơm này á, mình có giá bán cho anh em với giá là 1 triệu nha. Thì cũng như là mình trước khi mình báo giá 1 triệu là mình sẽ cho anh em biết là cái sinh bơm mình đó là như thế nào nha. Thì đối sinh bơm này nó hoạt động là bình thường, ngon lành hết. Nhưng mà có cái là nó bị gãy cái tay chỉnh áp nè. Đó, nó bị gãy cái tay chỉnh áp nha. Nhưng mà anh em quản chỉnh là bình thường nha. Đó, anh em cứ quản chỉnh bình thường. Thường thường á là nó có cái tay quay ở trên, nhưng mà nó bị đè gãy cái tay chỉnh áp rồi. Nhưng mà anh em chỉnh bằng tay luôn cũng quản bình thường luôn. Cũng không có sao ha. Rồi, điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là cũng như là hai cái đồng hồ nó bị bể. Đó, hai cái đồng hồ bị bể nha. Đó, hai cái đồng hồ bị bể. Còn mà nếu mà anh em nào mà có cần á, muốn cần á thì mình sẽ bích lại luôn cho anh em. Đó, anh em bích lại luôn. Đó, biết bích lại luôn là mình cũng vẫn là xài bình thường nha. Đó, bích lại luôn là xài bình thường ha. Đó, cũng như đồ bên trong nó còn rất là đẹp. Nhưng mà có cái là nó bị gãy thôi. Đó, anh em nhìn cái đồ bên trong đó nè. Cực kỳ đẹp nha. Thì cái máy này cái đầu sinh bơm số 2 của Shibora TF15 này á thì rất là tiện cho anh em luôn. Đó, nó coi như là về anh em khỏi độ chế gì hết á. Coi như là anh em đút một cái cốt vô, anh em cứ chèn cái bu ly ra là anh em kéo trực tiếp luôn. Đó, nó rất là tiện nha. Đó, anh em nhìn nè. Ha. Đó, anh em cứ đút cái cốt vô, anh em chèn cái bu ly ra ngoài là anh em kéo trực tiếp luôn. Thì cái bu ly ở trong đây á, thì anh em cứ để là cho bên cái phần gút trên không đi. Ha. Còn anh em cứ nhiệm vụ anh em cứ chèn thêm một cái đầu cốt ra. Đó, tháp một cái bu ly vô là anh em kéo trực tiếp ở ngoài luôn. Đó, nó cũng rất là tiện nha. Rồi thì đối là sinh bơm số 2 này mình có giá bán cho anh em với giá là 1 triệu nha anh em. Rồi tiếp tục là qua một cái con số 3. Đây, cái con số 3 này là con sinh bơm của Rabbit 508 nha. Đó, sinh bơm của Rabbit 508. Đó, mình cắt cái đầu máy mình bán rồi thì bây giờ còn lại cái sinh bơm, nhưng mà sinh bơm nó còn rất là mới luôn nha. Đó, sinh bơm là cũng như là phốt đồ này kia ở bên trong là còn đầy đủ hết cho anh em. Đó, tự nhiên mình cắt ra, mình tháo lại những cái post của nó là cũng như là mình để toàn bộ là trong sinh bơm này hết. Đó, anh em cứ
Nếu mà chốt được cái máy này thì anh em về cứ tháp cốt ra anh em xài thôi. Đó, tháp cái cốt vô, tháp cái mặt gam vô cái sinh bơm là anh em xài nha. Ha, cũng như phốt đồ này kia có đầy đủ trong đây nè. Đó. Rồi, đây mặt bên hông. Thì đó là cái con số 3 sinh bơm của Rabbit này á, thì ống là ống hút 90 nha. Ống hút 90. Ống xả của nó là xả 65. Đó, nó còn một cái đầu nối nhanh luôn. Đó ha. Nó còn cái đầu nối nhanh luôn nè. Rất là tiện cho anh em nha. Anh em có dây nội địa Nhật là anh em cứ bỏ vô, anh em gài cái bụp vô là dính. Đó, nó cũng rất là tiện cho anh em nha. Rồi, thì bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại con số 3 nha. Số 3 sinh bơm của Rabbit. À, con này là mình được giá bán cho anh em với giá là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Hút 90, xả 65. Đó, ngoại hình sinh bơm khá là đẹp nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn á. Đó, về cái này mà anh em tháp vô coi như là mấy cái đầu máy dầu mà 3T, 3T72, 3T68 rồi anh em xài rất là ngon nha. Đó, hoặc là anh em tháp vô mấy cái máy xăng mà động cơ máy xăng mà công suất lớn hay lớn ngựa tí là anh em xài rất là ngon. Anh em thấp vô motor cũng vẫn được. Đó, cũng như là anh em muốn cũng như là những cái đồ mình muốn thấp vô là cần phải công suất cái vòng tua công suất nhanh ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua là một cái con số 4. Đây, con số 4 này, con này là Subaru TF15 nha. TF15. Đó, con này nó có model là SE ha, TF15 SES. Đó, con này á, động cơ của nó là 11 ngựa nha anh em. Động cơ là 11 ngựa. Thì đó là con số 4 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3,8 triệu nha. 3,8 triệu. Đây, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình nó khá là đẹp nha. Đó. Đây là mặt trước của nó đây. Anh em thấy không? Máy khá là đẹp. Ha. Bên trong đồ của nó nè. Đó, bên trong đồ của nó còn 7 màu luôn nha. Đó, nó còn những cái ốc niêm từ hãng luôn nha. Máy nguyên riêng hết đó. Rồi thì đối với lại con TF15 này á, là nói chạy là chạy IC nha anh em. Đó, nó chạy IC ha. Rồi bây giờ mình cũng xin mở cái thùng xăng ra cho anh em xem luôn. Đó, cái thùng xăng bên trong nó còn rất là mới nha. Nó còn rất là mới nha. Đó, thì mấy cái bình xăng mà hai thì anh em cũng đã biết rồi. Lại có như là bên trong nó còn rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Thì đó là cái con số 4 Subaru TF15 này á, thì động cơ nó là động cơ hai thì nha. Động cơ xăng pha nhớt, tỷ lệ pha nhớt của nó là 35:1 nha. Y quên số đi anh em, 30:1 ha. Là anh em cứ căn cứ ra là anh em pha tỷ lệ pha là anh em xài thôi. Đó, cứ căn cứ vô là cũng như là cỡ 6 lít xăng xị nhớt là anh em bỏ vô là anh em pha là anh em xài. Rồi, đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái bên hông luôn cho anh em xem. Đó. Rồi mình sẵn đây mình sẽ cho anh em xem một cái thông số thông số của máy luôn. Đây. Subaru TF15 C1. Con này là nó có công suất là 8.09 kW nha. 8.09 kW là nó bằng ra là 11 ngựa ha. Vòng tua của nó là vòng tua 6.000 nha. Vòng tua 6.000. Đó. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem nha. Đây, để nó chuối vậy. Nghe dốc chạy nó luôn, chạy đi, chạy chạy đi. Rồi mình tách ra luôn cho anh em ha. Đó, lên ra tôi chỉ bốc ra. Rồi tắt máy lên nha. Máy này là về anh em bỏ lại là anh em chạy coi như là khỏi phải bàn luôn nha. Cũng như là lên ga cực kỳ bốc luôn ha.
Rồi bây giờ sau đây mình cũng xin thông báo giá lại con số 4 nha. Số 4 máy Shimura TF15. Con này động cơ của nó là 11 ngựa. Vận tốc con này là lên đến là 6.000 vòng trên phút nha anh em. Đó, vận tốc nó lên khá cao. Thì đổi lại con số 4 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3.8 triệu nha. 3.8 triệu. Rồi tiếp tục thêm một cái máy nữa, là cái máy này cái đời này là cũng như cái đời này là cũng như đời này khá là thấp nha, nhưng mà có cái là cái ngoại hình của nó là cũng như là rất là đẹp, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là máy nó hoạt động khá là tốt luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái con số số 5 Kawasaki. Đó, anh em thấy không, cái máy này là coi như là anh em có thể là anh em đưa vô máy cổ cũng vẫn được nha. Đó, máy khá là đẹp. Đó, cái đời thấp nhưng mà có máy cổ, nhưng mà có cái là ngoại hình nó khá là đẹp. Đó anh em nhìn nè. Đó ha, Kawasaki. Đó, nước sơn là nước sơn rin nó hết nha. Đó, anh em nhìn cái chế bình xăng con của nó nè. Chế bình xăng con của nó còn rất là mới. Rồi, đây là mình sẽ quay một cái chi tiết hết cái dòng máy cho anh em xem ha. Rồi, đây mình bây giờ mình sẽ cho anh em xem tới cái thùng xăng của nó luôn. Đây, thùng xăng nó bên trong nó là cũng như là rất là đẹp nha, rất là mới luôn ha. Đó, tính ra cái đời này mà thùng xăng vậy là còn quá đẳng cấp rồi, quá là mới rồi. Rồi, tiếp tục là mình sẽ quay qua mặt bên hông cho anh em xem. Đó, anh em thấy cái mặt bên hông đó không, cái lốc nè còn trắng phiếu luôn. Tới mà cái khóa xăng của nó còn mới tinh vậy là anh em đã biết rồi ha. Hồi nãy còn xăng không, thấy bụng muốn hết xăng rồi. Đó, ngoại hình của nó nè ha. Rồi đây là cái mặt sau của nó anh em. Đó, mặt sau của nó đây. Đó, đồ của nó là lốc còn trắng phiếu luôn, ốc là còn trắng tinh hết toàn bộ nha. Đó, đời thấp nhưng mà có cái là bù lại cái máy mình nó còn rất là đẹp, rất là mới. Rồi thì đó lại con này á, nó còn cái pulley hai rãnh của bản A, kích cỡ pulley là 6 phân nha. Kích cỡ pulley 6 phân. Rồi anh em nhìn tới cái kẹt lồng của nó nè. Đó, chi tiết ha. Đó, mấy kẹt lồng của nó nè, còn trắng phiếu luôn. Tới cái bô của nó anh em thấy không? Tới cái bô của nó mà còn màu sơn zin của nó luôn là anh em đã biết rồi. Hai con ốc bô nè, trắng phiếu luôn. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái mặt này luôn ha. Đó anh em nhìn nè, cái bô này ha, còn nước sơn zin của nó luôn nha, khá đẹp. Rồi ổ ga của nó nè. Đó, ổ ga của nó còn mới tinh luôn á, cái lốc là còn trắng phiếu luôn, khá là đẹp nha. Rồi bây giờ sau đây là mình đã cho anh em xem qua một cái ngoại hình chi tiết của con máy số 5 Kawasaki này rồi. Thì mình sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đúng không? Đúng tôi không vậy? Đó anh em thấy không? Máy nổ là từ tiếng luôn. Cái máy này không cần đóng ra, không cần đóng ra được luôn. Đó anh em thấy không? Nó nổ rất là nhuyễn. Đồng có đá ha. Đó, đời nào đồng có đá mà anh em mà kiếm được cái máy về rồi cũng hơi bị khó kiếm nha. Đó. Rồi thì mình cũng xin tắt máy.
mình test ga lại lần nữa đi, rồi mình test máy nha. Đây. Quá dữ luôn. Rồi, tắt máy luôn nha. Rồi, bây giờ mà sau đây là mình cũng xin báo giá lại con số 5 Kawasaki, động cơ là 5 ngựa nha anh em. À, nó được truyền cốt xéo tua chậm, tua của nó tua 1800 nha. Thì đó là con số 5 này mình có giá bán cho anh em với giá là 1.400.000 ha, 1.400.000. Rồi, cái bình đâu? Mấy cái kia gom lại đi, lát test đó cái máy đó, bỏ cục ở đó làm sao mà. Rồi bây giờ mình trở lại một cái máy phát điện anh em. Đây. Máy phát điện này là con này là con số 6 nha. Con số 6 máy phát điện Subaru. Con này là Subaru, nó chạy là chạy dầu nha anh em. Nó chạy là dầu diesel ha. Subaru diesel. Đó. Con này thì đổi lại cái con Subaru Subaru chạy dầu này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 10.000.000 nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một chi tiết ngoại hình của máy luôn. Đây. Con này thì nó công suất của nó là 2.2 kg nha. 2.2 kg. Đây. 2.2 kg nha. Rồi thì đổi lại cái con Subaru chạy dầu diesel này á thì mình đã có lên dòng điện cho anh em rồi. Thì cũng như là một ổ ở trên là điện 110V, ổ ở dưới là điện 220V luôn, là cũng như là anh em có được hai cái dòng điện ha. Đó, dòng điện 110V và một cái dòng điện ở dưới là 220V. Đó, cũng rất là tiện. Đó, mình cũng như là mình đã làm sẵn cho anh em để anh em chẳng hạn như có hai dòng điện để anh em dễ xài ha. Đó, anh em đi công trình anh em có máy 110 thì anh em cắm ở trên. Còn mà nếu mà anh em mà 220 thì anh em cứ cắm ở dưới. Đó, cũng như là nó phát điện là cực kỳ đỉnh luôn nha. Phát điện là cực kỳ đỉnh luôn. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem sơ lược qua một cái mặt ngoài ha. Đó, mặt ngoài của nó đây. Con này thì nó nằm ở trên một chiếc xe nha, chiếc xe phát đèn. Đó, xe phát đèn là đây nè, anh em nhìn nè. Nhưng mà chiếc xe mình đã bán rồi, giờ mình để là cái đầu máy để mình phục vụ luôn cho anh em ha. Đó. Anh em thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem bên trong của máy luôn nha. Đó, anh em nhìn bên trong của máy nè, rất là đẹp. Máy là cũng như là còn 7 màu đều rang hết luôn. Đó, Boe nè, còn rất là mới luôn. Con này còn dầu không vậy? Rồi, anh rồi tới cái cục demo phát của nó luôn nè. Đó, cục demo phát nó cũng còn rất là mới nha anh em. Đó, nó còn xinh luôn nha. Nó còn rất là đẹp nè. Thì đối với là cái giá 10.000.000 á, nếu mà anh em mà nếu mà có lấy bộ máy này á thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em một cái bình nha. Đó, anh em mình sẽ hỗ trợ cho anh em một cái bình để anh em về có xài luôn nha. Cũng như giờ mình chưa gắn bình vô thì cũng như mình chỉ test mình lấy cái bình ở ngoài mình test cho anh em xem thôi ha. Còn anh em nào nếu mà có chốt được cái máy này á, mình sẽ hỗ trợ mình gắn luôn cái bình cho anh em để anh em về có bình xài luôn. Đó. Giá thì cũng giá rất là tình thương nha. Đối với lại cái máy dầu mà phát 2.2 kg mà giá 10.000.000 này cũng rất là hợp lý cho những anh em xài ha. Đó. Chạy rất là tiết kiệm dầu, ra được hai dòng điện luôn, ra một dòng điện 110 và một dòng điện 220V luôn. Rồi, cái thời gian mà sử dụng cái máy này, đó là cái máy này là nó 3593 giờ. Đó. Thời gian mà sử dụng cái máy này hoạt động đó ha, thời gian máy hoạt động là được là 3593 giờ. Rồi thì ở đây sẵn đây mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em. Đây là một cái nút báo nhớt, nút báo bình ha, và một cái nút
xanh ở bên đây á, là cái nút này, nút xanh bên đây á, là cái nút nguồn điện, là do cái CV này khi anh em bật lên đó là cái nút xanh này nó sẽ cháy, nó cháy lên là lúc đó là cái nguồn, cái mấy cái ổ điện này á, là đã có điện nha. Đó, mình sẽ hướng dẫn rõ cho anh em. Chạp bình chưa? Rồi, lấy máy ra, đem cái máy ra đây kiếm mấy cái sắt. Quay ra. Mở ra. Rồi bây giờ là mình sẽ, sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em. Mình test một cái máy này là cái máy cắt đá ha. Cái máy cắt đá thì con này nó có công suất của nó là 16A anh em. Nó có công suất 16A. Trời ơi, cây sắt gì em lấy. Công suất của nó là 16A anh em. Ha. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ đề máy mình test luôn cho anh em xem nha. Đó. Đầu tiên mở chế độ on lên là hai cái đèn này nó báo nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test máy luôn nha.
là im ha. Rồi thì đối với lại cái con số 6 phát điện Subaru chạy dầu của dòng diesel này á, thì cũng như là máy này hoạt động khá là tốt luôn nha. Cũng như là anh em có được hai cái dòng điện 110 và dòng điện 220. Thì đối với lại cái máy này á, thì theo như anh em mà xài được một cái máy lạnh nha. Máy lạnh khoảng một ngựa với lại bóng đèn quạt máy TV hay là gọi là máy giặt đồ này kia là cũng như là xài gia đình mà công suất như vậy đó, là đối với cái máy này nó hoạt động là cũng như là khá là tốt, khá là bình thường với lại đối công suất mình đưa ra luôn cho anh em nha. Đó để anh em biết cái khả năng nhà anh em tiêu thụ một cái nguồn điện bao nhiêu. Đó là cũng như là anh em phù hợp với cái máy này thì anh em cứ alo cho mình ha. Rồi thì bây giờ trước khi mình tiếp tục qua là một con số 7 thì mình cũng xin báo giá lại con số 6 nha. Số 6 phát điện Subaru chạy dầu nha, chạy dầu diesel. Thì đối lại con này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 10 triệu nha, 10 triệu. Công suất phát điện của nó là phát được là 2,2 kg. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua là một cái con máy dầu số 7 nha anh em. Đó, con máy dầu số 7 đây. Con này là chạy dầu diesel luôn ha. Cái đầu máy là đầu máy của Yanma L48. Đó. Con này thì cũng như là nguyên cái bộ này, cách âm này là của hãng Meiji nha anh em. Đó, đầu máy kéo là đầu máy của Yanma L48 nha. Đó, nó chạy dầu diesel ha. Đối với là bộ máy bơm hơi động cơ dầu diesel này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 7,5 triệu nha. 7,5 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem một chi tiết cái ngoại hình của máy luôn. Đây. Đây, đây mặt trên của nó. Máy này á, tình trạng máy là còn khá là đẹp luôn nha anh em. Máy là cũng như là bên trong là ốc là còn 7 màu đều đen hết, tại vì nó nằm trong cái đầu cách âm mà. Đó. Rồi bây giờ sau đây là mình sẽ cho anh em xem bên hông của máy luôn ha. Nó kéo một cái đầu nén khí, là đầu nén khí này công suất nó khá là lớn nha. Đó, đầu nén khí này công suất khá lớn. Cái đầu nén khí này thì nó chạy cũng như là bít tông dầu nha anh em. Đó, bít tông dầu nha. Đó, nó chạy rất là bền bỉ theo năm tháng luôn. Mà cái đầu này cũng khá là đẹp luôn. Đó, có cái hiệu là của Meiji nha. Đó, đầu nén khí là của hiệu là Meiji. Đó, nó sử dụng là bít tông dầu nha. Đó. Rồi thì đối với cái ổ máy này nè, nếu mà anh em nào mà có cần thiết cái đầu máy của Yanma L48 thì mình sẽ cắt mình bán cho anh em luôn, bán lẻ cho anh em luôn ha. Còn anh em nào mà thích cái đầu nén khí mình cũng cắt ra mình để phục vụ luôn cho anh em. Đó thì đối với lại cái đầu máy á, thì nó còn một cái bô bên trong bên đây nữa nha. Đó, nếu mà anh em nào mà có lấy cái đầu máy á, thì mình sẽ tháo cái bô bên đây để mình gắn qua là bên đây. Đó, cái bô là y như đó, y như là của nó luôn nha. Đó, cái bô nó gắn chìm bên đây nè. Mình sẽ quay cho anh em xem cái bô của nó luôn. Đó, cái bô nó nằm đây nha. Đó, cái bô của nó đây, nằm đây nè. Ha. Đó. Rồi, thì đối với cái bộ này á, thì mình có giá bán cho anh em với giá là 7,5 triệu nha. Nếu mà anh em nào có nhu cầu mua lẻ cái đầu máy, mình sẽ cắt ra mình bán luôn cho anh em. Anh em nào mà mua lẻ cái đầu nén khí mình cũng cắt để mình phục vụ luôn cho anh em. Đó, những cái đồ này là cũng như là nó hoạt động là khá là tốt luôn nha. Hơi là lên là cực kỳ đỉnh luôn. Rồi bây giờ sau đây mình sẽ đóng nắp lại, mình test máy luôn cho anh em xem nha. Đây, trong cái thời gian mà nó nạp lên 7 kg thì cũng như là nó hoạt động cũng như là chỉ là vài chục giây thôi anh em ha. Bây giờ mình test cho anh em để cùng anh em xem một cái lực mà để nó nạp nó nén ha. Rồi. Đó, đẹp đâu. Nó lên hơi rất là lẹ. Nó lên trong vòng khoảng chừng mấy giây à. Mấy giây là nó 7 tiếng nha. Đó, nó lên tới 7,5 kg là bắt đầu nó đứng lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ test lên xuống nè. Đó. Hơi khá là mạnh nha. Đó, nó bơm ra lại nè. Hơi cực kỳ lẹ. Mở nó ra không đỡ đâu.
cánh cửa này hết, nó hoạt động khá là êm. Bây giờ mình sẽ thay lên đèn xanh nha. Rất là tiện ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem lại một lần nữa nha. Đó, bộ máy này khá là đẹp. Đó, nguyên bộ này thì có giá là 7,5 triệu cho anh em. Còn nếu mà anh em mà nào mà nếu mà có muốn cần cắt lẻ cái đầu máy, nó là đầu máy L, nó là L48 nha. Công suất của nó là 5 ngựa. Con này thì nó là cúc thẳng ha. Chế độ là cũng như là giật nổ, đề nổ đối với lại cái con đầu máy L48 nha. Đó, anh em nào có cần thì mình cắt lẻ, mình phục vụ luôn cho anh em. Còn anh em nào cần cái đầu nén khí, mình cũng tháo lẻ, mình để phục vụ luôn cho anh em. Thì bữa nay mình cũng có một số mặt hàng ở đây để phục vụ cho anh em. Thì anh em nào có cần thì xin anh em liên hệ số 0914 711 438. Địa chỉ của mình là C12/45, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh em mà muốn tới địa chỉ của mình, anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT. Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi sau đây là mình cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em một cái video clip kế tiếp ha.